Xin chào tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà mới do Mắt Hôn trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà của anh Tạ Minh Sơn ở Tiên Kiêu, Lâm Thao, Phú Thọ. Tôi đã sử dụng Mắt Hôn và rất hài lòng về thiết kế thi công của Mắt Hôn. Phải nói là thiết kế thi công Mắt Hôn đẳng cấp vượt trội. Mắt Hôn, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắt Hôn đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắt Hôn luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắt Hôn là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắt Hôn, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắt Hôn đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắt Hôn dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắt Hôn qua số hotline 0964458888 hoặc 0828133333. Mắt Hôn, giá trị tạo nên thương hiệu. Và trước khi mà chúng ta đến tham quan căn nhà của anh Sương thì cũng như thường lệ ha, Nhật An sẽ dành ít phút để nói lại về kênh YouTube của Mắt Hôn trước ạ. Mắt Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Và trên kênh YouTube của chúng tôi thì sẽ đăng tải liên tục những mẫu nhà, từ những mẫu nhà vườn một tầng, những ngôi nhà hai tầng đến cả những lâu đài, những tòa biệt thự hay là những ngôi nhà mái Nhật, mái Thái, mái Mansa và cả mái bằng nữa. Thì dù cho gu quý vị là như thế nào cũng có thể tìm được mẫu nhà mình yêu thích trên kênh YouTube của Mắt Hôn nhé. Và trong thời gian gần đây thì chúng tôi vẫn đang chạy chương trình khuyến mãi như là hoàn trả 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói và giảm 10% phí thiết kế khi ký kết hợp đồng online. Cho nên quý vị có nhu cầu thì hãy nhấc điện thoại lên và alo ngay số hotline của Mắt Hôn, nhân viên chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị trong thời gian sớm nhất. Và bên cạnh nền tảng YouTube, quý vị có thể theo dõi chúng tôi trên nhiều nền tảng khác. Em ví dụ như là Facebook thì chúng tôi sẽ có kênh là Nhà đẹp Mắt Hôn, kênh TikTok là kênh Nhà đẹp Mắt Hôn và đặc biệt website riêng của Mắt Hôn là thiết kế thi công trọn gói .com. Với website này thì chúng tôi có một cái công cụ cũng khá là hay, đó chính là thước lỗ ban. Thước lỗ ban nó sẽ giúp quý vị biết những cung tốt, cung xấu ở trong gia đình của mình. Ví dụ là những cung tốt, ví dụ là sinh khí, thiên y, duyên niên, phục vị. Rồi những cung xấu, ví dụ là lục sát, họa hại, ngũ quỷ, vân vân. Thì khi mà chúng ta biết rồi thì chúng ta sẽ căn cứ vào đây, chúng ta có thể tránh được ha. Thì những cái điều này thì quý vị có thể tham khảo thước lỗ ban online của Mắt Hôn nhé. Trở lại với ngôi nhà ngày hôm nay, chính là ngôi nhà của anh Sơn ở Lâm Thao, Phú Thọ. Thì đầu tiên em sẽ cho quý vị xem về ảnh vẽ 3D của căn nhà này trước. Thì đây sẽ là một căn nhà quý vị thấy là 2 tầng với thiết kế là mái bằng. Và cái phần mái bằng nó sẽ toát lên cái tinh thần hiện đại của ngôi nhà rất là nhiều. Và em đã nói rồi, trong tất cả các loại mái, từ mái Nhật, mái Thái, mái Mansa, mái Lệch vân vân, thì mái bằng vẫn là cái loại mái đối với em là nó hợp nhất với phong cách hiện đại. Bởi vì phong cách hiện đại nó sẽ hướng đến cái tinh thần của sự đơn giản nè, của sự ấn tượng nè, thì mái bằng nó sẽ có được điều đó ha. Và bên cạnh cái thẩm mỹ thì mái bằng về công năng, mái bằng nó sẽ giúp cho ngôi nhà của quý vị chống chọi với điều kiện thời tiết tốt hơn. Bởi vì ví dụ là mưa gió bão lớn thì người ta hay sợ cái vấn đề tốc mái đúng không nè. Thì mái bằng đương nhiên ta không bao giờ lo vấn đề này. Và thứ hai nữa thì ví dụ là một cái vấn đề chúng ta cũng phải quan tâm là phòng cháy chữa cháy, thì mái bằng cũng sẽ đảm bảo điều đó tốt hơn. Cho nên là quý vị khi mà thiết kế mái bằng thì cũng có nhiều ưu điểm nhé. Tuy nhiên có một cái điều em phải lưu ý, đó chính là vừa là ưu mà vừa là khuyết của mái bằng, tức là nó không có phần lập ngói bên trên, cho nên là nó sẽ tiếp xúc trực tiếp, ví dụ là trời mưa chẳng hạn thì nước nó sẽ động ở trên đây, cho nên chúng ta phải tính toán thứ nhất là việc thoát nước mưa ở trên mái bằng, gọi là bằng thôi chứ không phải độ dốc là 0% nhé, nó cũng phải có một cái độ dốc nhất định để có thể là chảy nước theo những cái đường máng xối mà nó chạy đi xuống dưới, thoát ra phần cống. Và thứ hai là chúng ta phải thi công chống thấm cho phần mái bằng để đảm bảo là dù cho nước mưa hay nào chăng nữa nó cũng không có thấm dột vào bên trong căn nhà của chúng ta. Đó chính là hai cái yêu cầu cho cái việc thiết kế nhà mái bằng. Tiếp theo thì em sẽ bàn đến vật liệu của căn nhà của anh Sơn. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là ngôi nhà sử dụng một số vật liệu như sau. Đầu tiên là phần tường thì chúng tôi đa phần sẽ sơn, nhưng mà ở đây chúng ta sơn hai màu ha, một là màu trắng, hai là màu ghi. Đây là hai cái tông màu chính của căn nhà.
Và tiếp theo có một tông màu nữa cũng xuất hiện, đó chính là màu gỗ. Thì ở đây chúng tôi sẽ ốp gỗ nhựa nè, quý vị thấy không ạ? Và cái điểm hay của căn nhà này, tức là họ kiếp sư không ốp một loại gỗ nhựa một màu cho toàn bộ căn nhà, mà mỗi khu vực sẽ là ốp cái loại gỗ nhựa riêng. Ví dụ là ngay cái phần tường ở bên phải này thì quý vị sẽ thấy là cái màu gỗ nhựa là cái màu nâu, thì nó giống như là cái màu gỗ tự nhiên chúng ta hay thấy. Thì cái màu gỗ này cũng rất là đẹp. Tiếp theo là nếu chúng ta nhìn ngoài rìa luôn, ở trên sát với từng ở bên từng mái bên trên, hay là nguyên cái phần rìa ở bên đây, thì chúng tôi cũng sẽ ốp gỗ nhựa. Tuy nhiên cái gỗ nhựa này cái màu nó lại là màu ghi, cái gỗ nó hơi là màu ghi, nó vân nó đậm một chút xíu, cho nên là nhìn nó sẽ khác biệt và nó không bị nhàm chán. Nếu quý vị áp dụng một loại gỗ nhựa cho tất cả khu vực thì nhìn tới khi nó sẽ bị đơn điệu, đúng không nào? Cho nên là kết hợp như kiến trúc sư ở đây thì em thấy cũng rất là hợp lý ha. Và cuối cùng một cái vị trí nữa, đó chính là quý vị nhìn ngay khu vực mặt tiền của cái nhà này, quý vị sẽ thấy là có ba cái cột ở đây, và chúng tôi cũng sẽ ốp gỗ nhựa luôn. Và ở cái loại gỗ nhựa này thì cái màu lại sáng hơn so với hai khu vực lúc nãy đó, cho nên mỗi khu vực sẽ lựa chọn một cái chất liệu gỗ nhựa khác nhau. Và dù gì nói như thế nào chăng nữa là có là khác về thẩm mỹ thôi, còn về công năng thì gỗ nhựa nó vẫn đảm bảo. Thứ nhất là gỗ nhựa nó sẽ chống nước rất là tốt nè quý vị. Thứ hai là gỗ nhựa sẽ đảm bảo là cái tính bền cứng, không có bị mối mọt như là gỗ tự nhiên. Bởi vì gỗ nhựa là 80% nó là xi măng, chỉ có 20% là cellulose thôi. Cho nên là cái màu sắc thì nó giống với gỗ tự nhiên, tuy nhiên về cái việc cứng cáp để cái độ bền của nó thì nó sẽ cao hơn ha. Cho nên là khi mà chúng ta ốp gỗ nhựa cho bên ngoài là em thấy rất là hợp lý. Tiếp theo thì em sẽ nói đến đó chính là cái phần ban công của căn nhà này. Thì chúng tôi sẽ làm ban công đó chính là sắt sơn tĩnh điện ha, và thường sẽ được thiết kế là cao 900mm. Còn về phần cửa thì 100% cửa đều sẽ là cửa nhôm hệ kết hợp kính. Với dòng cửa nhôm hệ kết hợp kính, quý vị có thể lựa chọn là dòng nhôm tiêu chuẩn, đó chính là nhôm xuyên pha Việt Nam nè, hay là nhôm hệ Việt Pháp nè, đó là những dòng tiêu chuẩn. Hoặc quý vị có thể lựa chọn dòng nhôm trung cấp như là nhôm xuyên pha nhập khẩu từ Quảng Đông Trung Quốc, hoặc là cửa nhôm hệ PMA, thì nó đều sẽ mang đến gọi là chất lượng tốt cho ngôi nhà của quý vị nhé. Đó chính là về tổng quan ảnh vẽ 3D của căn nhà của anh Sơn. Bây giờ sẽ cho quý vị xem về hồ sơ của căn nhà này. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc đó chính là mặt bằng định vị công trình. Thì với bản vẽ này quý vị thấy tổng quan của căn nhà so với khu đất nè. Thì từ phía mặt tiền đi ra đến phía trước là rơi vào tầm là khoảng 12m đến phần đường đi đó. Phía sau thì phía sau ngôi nhà lại có một khoảng đất rộng phía sau nữa, cũng rất là tiện quý vị, bởi vì những căn nhà thế này mà vừa có khoảng sân trước vừa khoảng sân sau thì đối với em là rất là lý tưởng. Tiếp theo thì xét về hướng nhà thì quý vị so sánh mặt tiền với hoa tiêu có chữ B bên góc phải này, chúng ta sẽ thấy được nhà Sơn sẽ nằm đó chính là ở hướng Tây Nam. Bây giờ sẽ đọc đến mặt bằng bố trí nội thất của căn nhà Sơn. Thì căn nhà sẽ là 2 tầng ha, cho nên chúng ta sẽ phải tính hai cái bản vẽ. Đầu tiên với mặt bằng tầng 1 thì chiều dài ngôi nhà là 14,79m, chiều rộng là 8,34m, và từ đó anh tính được diện tích sử dụng cả hai tầng là tầm khoảng 250m². Về công năng thì tầng 1 chúng tôi sẽ có một phòng khách, phía sau là một phòng bếp, ở đây có một phòng ngủ, có một khu vực tắm, một khu vực nhà vệ sinh. Lối tiếp cận thì ngôi nhà có hai lối, một lối từ cửa chính đi vào phòng khách và một lối cửa hậu phòng bếp đi ra sân ướt ở phía sau. Tiến lên tầng 2 thì chúng ta sẽ bố trí ở đây là khu vực phòng thờ nè, phòng ngủ, có thêm hai phòng ngủ nữa, một khu vực phòng sinh hoạt chung, một khu vực phòng tắm, rồi một khu vực nhà vệ sinh, và còn lại khu vực sân phơi và ban công. Nói chung là về cách sắp xếp công năng thì sẽ tùy theo từng gia đình, cái số lượng thành viên trong gia đình cũng như là diện tích nhà của chúng ta mà kiến trúc sư họ sẽ phân chia cái phòng cho phù hợp nhất. Tiếp theo sẽ đọc đến mặt đứng căn nhà này. Ở đây em sẽ chọn là mặt đứng trục CA, đây là hướng nhìn từ mặt tiền ha. Hướng này thì ta sẽ thấy rõ nhất về vật liệu. Thì từ cos 0 lên đến đỉnh mái là 8,2m, từ cos 0 lên đến là sàn tầng 1 lên đến sàn tầng 2 là 3,9m, sàn tầng 2 lên đến sàn mái là 3,6m. Ngược lại từ cos 0 xuống ngược lại sân là 45cm, tương với 3 bậc, mỗi bậc chia ra là 15cm. Với bước chân người Việt Nam của chúng ta thì tầm 15-18cm thì là một con thông số chuẩn nhé. Ở dưới chúng tôi sẽ có 6 cái ô hình chữ nhật tương ứng vật liệu màu sắc khác nhau. Ví dụ tường ốp đá bóc xanh đen nè ở bên dưới chân tường nè, hay ốp gỗ nhựa nè, rồi sơn MH trắng nè vân vân. Những cái thông tin này em đã nói bản vẽ 3D rồi nhé. Hôm nay sẽ đọc đến mặt cắt trục 11.
Với mặt cắt này thì quý vị sẽ thấy được các không gian ở bên trong nhà, như là chúng ta thấy được sàn của tầng 2, người ta thấy sàn mái chúng ta sẽ đổ bê tông nè, cho nên là nó được tô màu đen đậm ha. Rồi những cái cửa sổ, cửa đi ở trong nhà 2m4, có 2m2 vân vân. Thì liên quan đến những cái thiết kế như này thì quý vị phải luôn lưu ý một điều cho An, đó chính là ví dụ đi, khu vực ban công phía trước thì chúng tôi thiết kế âm sàn một chút xíu để làm gì, để nước không tràn ngược bên trong. Đó chính là một cái số lưu ý nhỏ nhỏ về kết cấu của căn nhà. An sẽ đọc tiếp đến một cái bản vẽ mà An nghĩ cũng khá là cần thiết, đó chính là chi tiết thang của căn nhà này. Thì ở đây căn KT19 quý vị thấy là bậc bằng thang từ 1 lên tầng 2 nè, thì sẽ có tổng cộng là 25 bậc thang tương ứng với công thức 4N cộng 1 theo phong thủy. Và liên quan đến phong thủy thì mắt hôm chúng tôi sẽ có chuyên gia phong thủy để có thể tư vấn những vấn đề này cho quý vị ha. Bên cạnh đó chuyên gia chúng tôi còn tư vấn về những nghi thức động thổ nè, cúng kiến như thế nào, ngày giờ động thổ như thế nào, hoặc là về lễ bàn giao nhà thì chúng ta nên lựa chọn ngày nào cho tốt, rồi ai là người bước chân vào ngôi nhà đầu tiên vân vân, thì chuyên gia phong thủy của mắt hôm tôi sẽ tư vấn cho quý vị. Cho nên nếu có nhu cầu quý vị hãy liên hệ mắt hôm để được từ cả công năng thẩm mỹ và lẫn phong thủy nhé. Tiếp theo bên dưới quý vị thấy về chi tiết thang thì chúng tôi cũng có chi tiết là con tiện inox dày 12mm nè, kính cường lực dày 12mm nè, hay là một cái bậc thang thôi thì chúng tôi cũng có tổng cộng là 1, 2, 3, có 6 cái thành phần ha. Lớp sơn ba nước, lớp vữa, sàn bê tông cốt thép, lớp gạch xây, lớp trát lót bậc thang lát đá granite màu đen. Đó, có đầy đủ ở đây để quý vị có thể thấy là để một cái bậc thang nó cứng cáp thì nó phải cần rất là nhiều yếu tố. Tiếp theo sẽ đọc đến hồ sơ kết cấu của nhà anh Sơn. Ở đây dựa mặt bằng móng có thể thấy là ngôi nhà xử lý đó chính là móng băng bê tông cốt thép. Móng băng là cái loại móng nó giúp truyền tải trọng xuống nền đất đều hơn, và nó sẽ giúp là nó không có gây lún lệch, xô lệch giữa các cột các quý vị, bởi vì cột và tường sẽ được tiếp lực theo cái phương thẳng đứng. Và móng băng sẽ được chia thành nhiều cách, ví dụ nếu so về cái độ cứng thì móng băng có móng cứng, là móng mềm, móng hỗn hợp. Nếu so phương vị sẽ có móng băng một phương, băng hai phương. Nếu so chất liệu sẽ có móng băng bê tông cốt thép hoặc móng băng gạch. Thì đa phần những cái nhà mắc hôm thiết kế sẽ là móng băng bê tông cốt thép. Tiếp theo sẽ đọc đến hồ sơ điện nước của nhà anh Sơn. Ở đây đó chính là mặt bằng bố trí ổ cắm internet của tầng 1. Quý vị thấy là những vị trí chúng tôi bố trí ổ cắm nè, H bằng 0,4m nè, ổ cắm cách sàn 0,4m nè, H bằng 1,2m là ổ cắm cách sàn 1,2m nè. Từng khu vực khác nhau đều sẽ có cái vị trí ổ cắm khác nhau để mà phục vụ cho công năng ở đó, chứ không phải là chúng ta đặt một cách tùy tiện ha, mà phải tính toán. Ví dụ ngay vị trí tủ lạnh là cần nè, ngay vị trí đèn ngủ là cần nè, ngay vị trí tivi cần nè, đó chúng ta phải tính toán hết ngay từ đầu. Và chúng ta còn có những dòng cáp siêu PVC 1x2,5mm² cho ống dẫn D20 chạy dọc khắp căn nhà. Và cuối cùng anh sẽ đọc đến dự toán của công trình này. Ở đây là chi phí phần thô, quý vị thấy là phần móng thì chúng ta chia ra đơn vị khối lượng, đơn giá thành tiền, rồi phần móng ha. Sau đó bên dưới sẽ có là bệ nước, tường móng, bệ phốt, rồi với phần thân thì chúng ta sẽ có phần cột nè, phần dầm, phần sàn, sàn tầng 2, trừ thang, sàn tường mái, phần lanh tô vân vân. Đó, chúng tôi ký hiệu rất là rõ ở đây, và chi tiết có thêm phần ghi chú phía sau nữa. Cho nên là trong quá trình mà dự toán xong, quý vị có thắc mắc gì có thể liên hệ ngay với mắt hôm tôi sẽ giải đáp cho quý vị nhé. Vậy Nhật An vừa chia sẻ quý vị về mẫu nhà của anh Sơn ở Lâm Thao, một mẫu nhà hiện đại rất bắt mắt. Nếu quý vị yêu thích mẫu nhà này, muốn thiết kế tương tự thì đừng ngại liên hệ ngay với Mắt Hôm, số hotline 0964458888, 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Sơn Mắc Hôm với công nghệ hiện đại từ châu Âu, bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết. Chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mắc Hôm, chọn Sơn Mắc Hôm.